Sẹo rỗ lõm da điều trị một lần đẹp mãi mãi, da phản mịn, trắng tự tin. Khuyến mãi cực sốc giảm 50% và tặng toàn bộ kem thuốc về nhà sử dụng hoàn toàn miễn phí 100%. Bạn không tốn thêm bất cứ chi phí nào thêm nữa. Phòng khám chuyên khoa da liễu Mỹ Diện Minh Đan, điều trị sẹo rỗ không phải bằng lời nói đơn giản, mà nói là cả một quy trình điều trị chuyên sâu cùng với kem thuốc đặc trị chuyên khoa da mới điều trị hết được sẹo rỗ, sẹo lõm, để làm phẳng mịn lại sẹo rỗ, làm láng mịn lại làn da. Và Mỹ Viện Minh Đan luôn khẳng định uy tín và chất lượng của mình trong chuyên khoa da. Sẹo rỗ, sẹo lõm, lỗ chân lông to, da sần sùi, vỏ cam. Chỉ một liệu trình duy nhất là sẽ có làn da đẹp như mơ ước, phẳng mịn, láng mịn và trắng sáng mịn màng. Thăm khám vùng sẹo, mài miệng sẹo từ bên ngoài miệng sẹo, bóc tách từng nó sẹo sâu dưới đáy sẹo, bắn laser vi điểm từng nó sẹo to, sẹo nhỏ, bo thuốc độc quyền lấp đầy sẹo rỗ, tăng sinh tế bào lấp đầy sẹo rỗ. Bo thuốc độc quyền tái tạo lại toàn bộ các vùng sẹo liên kết lại với nhau để làm toàn bộ phẳng mịn. Kem đặc trị chống thâm, chống đỏ vùng sẹo, kem dưỡng đẹp lại toàn bộ làn da. Sau 2 tuần đến 1 tháng, sẹo lấp đầy và phẳng mịn hoàn toàn. Tặng kèm toàn bộ kem thuốc đầy đủ để sử dụng trong suốt quá trình điều trị. Một tiếp thuốc bôi lấp đầy sẹo rỗ, tăng sinh tế bào lấp đầy sẹo rỗ. Một tiếp thuốc tái tạo lại toàn bộ các vùng sẹo liên kết lại với nhau để làm phẳng mịn. Một tiếp kem đặc trị chống thâm, chống đỏ vùng sẹo. Một hũ kem dưỡng tái tạo lại toàn bộ làn da, cho da sáng mịn màng từ bên trong ra bên ngoài. Tặng kèm hoàn toàn miễn phí 100%, không tốn thêm bất cứ chi phí nào thêm nữa. Mỹ Diện Minh Đan, 30 năm thương hiệu đẳng cấp và uy tín trong chuyên khoa da liễu làm đẹp da cho nam và nữ. Mỹ Diện Minh Đan, bạn hãy đến để đẹp hơn.